tâm thượng, trong cái tâm tính đích thị của mỗi một con người, thì lúc đó chúng ta mới thấy thực tế là chúng ta không thể thay đổi và không thể chinh phục được người khác bằng chỉ có tình yêu. Cái thứ hai là cái lý do mà chúng ta không có niềm vui, hay chúng ta gọi là thiếu rượu, là bởi vì có sự khác biệt giữa vợ chồng. Cá tính vợ khác với cá tính chồng, hai người không thể nào giống nhau được. Mà đây là một sự khác biệt cần thiết. Mà đó là lý do tại sao mà giống nhau là chúng ta lại không yêu nhau. Trừ những người đồng tính, yêu nhau cái đó chuyện khác, cái đó là một đề tài khác. Nhưng mà cái lý do mà người đàn ông tìm đến người đàn bà, và ở trong sách Sáng Thế cũng đã viết, khi Thiên Chúa dựng nên thì Ngài để cho, Ngài tạo nên tất cả mọi sự, rồi các con vật, rồi Ngài đưa những cái con vật này đến trước mặt của Adam. Và chúng ta biết là trong Kinh Thánh kể, ông Adam ông không có chọn cái gì hết, cho đến khi dựng lên được bà Eva thì ông mừng quá sức, ông nói đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Và trong Kinh Thánh nói đây là người trợ tá tương xứng với tôi, còn những cái con vật kia nó không tương xứng. Ở đây muốn nói Thiên Chúa dựng nên nam với nữ khác nhau, nhưng mà đây là những khác biệt cần thiết, và nó khác rất nhiều. Nó khác từ vấn đề thể lý ở bên ngoài nhìn một người to con, một người nhỏ hơn. Nó khác về tính tình nữa. Người ta vẫn cứ kể chuyện bước vào trong nhà làm thế nào để thấy hai con ruồi, biết được con nào con ruồi được, con ruồi cái nào nó dễ thôi. Con nào đậu trên cái phone là con ruồi cái, nói chuyện suốt ngày. Con ruồi nào đậu trên cái bàn bia là con ruồi được, bởi vì ăn và uống ngồi suốt ngày. Mà chính sự khác nhau đó nó làm cho chúng ta trở nên hoàn hảo, bổ túc cho nhau. Nếu mà chúng ta nói đến cái sự khác nhau thì nó khác nhau về tính tình khác nhau, nhưng chính sự khác nhau nó đòi hỏi chấp nhận nhau. Nếu mà chúng ta hiểu nhau, các ông có chuyện gì bực dọc làm cái gì, các ông bực dọc bắt đầu xách ra hay ra đây ngồi uống chai, bắt đầu nói chuyện đó, trời ơi tao có chuyện này chuyện kia. Và nhiều khi mình nói vậy thì tại sao mày không nói thằng kia, mày ra mày nhờ người ta giúp đỡ. Các ông mà đi nhờ người giúp đỡ là cái chuyện rất khó, một phần bởi vì cái tính nam tính của mình đó, mình mà trời ơi, đàn ông mà sinh ra trong trời đất có danh gì mới cúi xong, bây giờ tao đi tao nhờ người này người kia khó quá. Làm trai thì phải làm sao cho đáng lên trai, cái xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi ta, bây giờ tao đi ra tao nhờ người này người kia giúp. Đàn ông cũng ít đi hỏi đường nữa, cho nên người ta nói ăn tàu phòng nhiều là cũng do đàn ông nữa. Là cái tính của họ như vậy, nhiều cái Thiên Chúa dựng nên như vậy. Nhưng nếu trường hợp các bà thì sao? Các bà chỉ có một cái nhỏ nhỏ thôi, một cái chuyện rất nhỏ thôi, bắt đầu việc đầu tiên là tạo phone cho bà kia, nói ba cái đồng hồ đó, vừa nấu ăn vừa kể cái phone, kể hết chuyện này rồi bắt đầu kể tới chuyện khác kể, cho nên hầu như mọi người đều biết. Nhưng mà khi về tới nhà hỏi kẻ không nói, chỉ nói cho mọi người xung quanh thôi. Mỗi một cái tính tình khác nhau, nhưng mà Thiên Chúa dựng nên để cho chúng ta hỗ túc với nhau. Dù có sự khác biệt, nhưng nếu trường hợp người chồng hay người vợ muốn chiếm hữu người khác, chiếm hữu người khác có nghĩa là bắt người khác phải làm theo ý mình. Có những người mà chúng ta gọi là cái gì đó, theo cái vai trò chồng vợ như là chủ với tớ vậy đó. Tôi nói là phải làm, tôi nói là phải nghe. Thì lúc đó nó không còn tình yêu nữa, và lúc đó nó khiến người vợ, người phối ngẫu, người chồng của mình trở thành giống như là một sản phẩm riêng của mình. Mà như vậy thì không còn sự khác biệt. Một trong những yếu tố mà làm cho chúng ta không có vui, hay là gọi là trong đời sống hôn nhân mà thiếu rượu, là bởi vì sự khác biệt. Mà chính vì sự khác biệt cho nên nhiều khi chúng ta có những cái conflict, có những cái trục trặc với nhau. Điểm thứ ba là khi xây dựng gia đình, khi hai người yêu nhau, cầm tay nhau, chở nhau đi ăn phở, rồi nói những lời hẹn ước với nhau, thì lúc đó chỉ có hai người thôi. Cho nên tình yêu nó chưa có chia sẻ. Cho đến khi hai người yêu nhau rồi thì bây giờ thêm con cái. Mà thêm con cái thì thêm trách nhiệm, mà chúng ta hiểu hơn ai hết. Nhiều khi cũng chính vì con cái mà cha mẹ chia rẽ. Chia rẽ có nhiều lý do. Chia rẽ trong vấn đề dạy giáo dục, chia rẽ trong vấn đề lo lắng. Lo thì ai cũng lo, nhưng bởi vì cái cách thức lo của cha mẹ khác nhau, cho nên cuối cùng vợ chồng cãi vã nhau, rồi tương cãi vã đưa đến đôi khi có sự câm lặng. Cuối cùng hỏi ra tại sao? Bởi vì tôi lo cho con. Thì bà tưởng bà lo cho con một mình, còn tôi thì sao? Nhưng mà cả hai vì cái cách thức lo của mình, ai cũng muốn rằng cái cách lo của mình phải là cách lo duy nhất.
và không có sự đối thoại. Cho nên cuối cùng, trước đây yêu nhau thì không có gây nhau, bây giờ đã hai ba đứa ra rồi, cho nên chính hai ba đứa này là cái nguyên nhân của cái sự gây gổ của vợ chồng. Rồi chưa nói người Việt, vấn đề thời gian kỹ lắm, chị sợ là nó vượt quá thôi, đi dạy học cũng vậy, tới giờ phải cho nó ra, chứ mà nó ngồi thêm nửa phút nữa là học sinh cũng chịu không. Cái điểm thứ ba là cái điểm gia đình, xây dựng gia đình. Bởi vì khi yêu nhau thì chỉ có hai người, bây giờ thêm con cái, nhưng mà con cái là một phần, rồi gia đình hai họ nữa. Trời ơi, cái khổ nhất người Việt Nam của chúng ta nhất là tình trạng làm dâu thì nó không còn nữa, nhưng mà cũng không hẳn là hết. Bởi vì người Việt Nam, nhất là các bà Việt Nam nói làm sao? Làm dâu khổ lắm ai ơi, vui chẳng dám cười mà buồn chẳng dám hát. Là bởi vì khi về làm dâu, mình trở thành một người con trong gia đình, mà ngày xưa người ta nói trời ơi, mẹ chồng nàng dâu có bao giờ yêu nhau đâu. Cho nên cái vai trò làm dâu rất cực, nhưng mà cái đó có thể qua rồi. Cái mà hiện tại đang có là một đại gia đình. Đại gia đình ở trong đó có cha mẹ chồng, rồi cha mẹ vợ, rồi gia đình bên chồng, gia đình bên vợ. Và khi mình lấy vợ lấy chồng, đương nhiên quyền ưu tiên phải là người vợ người chồng. Nhưng như vậy không có nghĩa là mình cắt đứt toàn bộ những liên lạc giữa vợ mình với bên nhà vợ, giữa chồng mình với bên nhà chồng. Cho nên nhiều khi những cái gây gổ nó gây ra là cũng chỉ bởi vì do vợ hoặc do chồng lo lắng nhiều quá cho gia đình của bên vợ và bên chồng. Những cái này nó cũng làm cho cái niềm vui của hai vợ chồng nó bớt đi, cho nên mình gọi là thiếu rồi. Cái thứ tư là cái động lực kết hôn. Đúng ra kết hôn nó phải đến từ tình yêu, bởi vì đó mới là nguyên nhân chính. Nhưng mà ngày nay không biết bao nhiêu người họ kết hôn mà họ không đến bởi vì vấn đề tình yêu. Ở bên đây tôi chỉ đưa ra một vài điểm thôi. Có những khi họ đến vì tiền, vì tài, vì danh vọng, vì đã lỡ trao thân rồi cho nên phải lấy thôi. Bởi vì họ muốn ra khỏi nhà. Có những em bây giờ lớn lên ở trong một căn nhà mà nó không chịu được sự giáo dục cải vã của cha mẹ, nó chỉ muốn thoát ra khỏi gia đình, cách hay nhất lấy vợ lấy chồng cho nó xong. Hoặc là có những người trốn thất bại ở trong đường tình ái. Có nhiều ông, mà cái này thì các ông cũng nhiều, mà các ba cũng nhiều. Nhiều khi bởi vì thất bại yêu cô này không được, yêu cô kia không được. Hoặc là những người con gái mới lớn ở bên Việt Nam cũng chỉ sợ người ta chặt cái tuổi là hông đó hả? Ngày xưa với cho bây giờ bông cũng không sao hả? Nhưng mà chỉ sợ thế. Hoặc là bởi vì yêu một người, hai người, hay là có người đi hỏi rồi họ trả của lễ. Những cái đó bởi vì tai tiếng của xã hội. Cho nên cuối cùng vì thất bại của đường tình ái, cuối cùng gặp ai cũng lấy đại cho nó xong. Cho nên những cái này không phải là không có hả? Rồi hoặc là có những người muốn chứng tỏ là mình thắng ở trong các cái cuộc chiến về tình cảm chẳng hạn. Có những anh chàng bỏ tiền ra lấy một người, hỏi tại sao vậy, sau này mới trả lời bởi vì cái con đó nó vừa chảnh, mà trong làng nói không ai lấy nó được, tao lấy cho mà biết, lấy để chứng tỏ là mình có thể chiến thắng được, vậy thôi. Những cái này đương nhiên là những cái sai ở trong cái động lực kết hôn, nhưng không phải là không có. Rồi có những người vì thương hại, nhiều khi thấy tội nghiệp mà lấy. Có những người bởi vì chỉ thấy bên ngoài cô này hấp dẫn chàng trai kia đẹp trai, cái hấp dẫn về thân xác cho nên lấy. Có những người họ cần một cái nơi để nương thân, bởi vì bây giờ họ đang cô đơn chẳng hạn. Rồi có những người đang cần sự an ủi. Có những người muốn trốn khổ bởi vì nghèo quá cho nên lấy chồng lại đi, cho nó đỡ khổ mình, đỡ khổ gia đình. Có những người về sợ về nhà, sợ ế. Hay là có những người trả hiếu chẳng hạn. Nó có nhiều nguyên nhân. Ở đây con chỉ muốn nói, đúng ra hôn nhân nó phải đến từ một nguyên nhân mà thôi. Và chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là tình yêu. Bởi vì nếu không yêu thì không thể lấy nhau được. Nhưng cũng đã có những người, bởi vì những nguyên nhân mà con mới kể trên, làm cho người ta đến thành vợ chồng. Và khi thành vợ chồng rồi, thì họ không thể nào vui được. Và đó là nguyên nhân tại sao họ thiếu chuyện. Cái thứ năm là con người thay đổi. Bởi vì khi cầm tay nhau thì còn trẻ, thương yêu nhau, nói những lời hết sức ngon ngọt,
Nhưng mà họ nói rồi, mật ngọt thì chết rồi. Có những lời nói hết sức ngon ngọt của các ông mà thường thường các bà thích nghe, các ông thì thích nhìn. Cho nên khi mà nghe những ông nào nói hay đó, thì cứ vậy mà á vào. Rồi cuối cùng khi lấy nhau rồi, thực tế chạm trán, có con cái, vợ gia đình hai bên, thì chính từng cá nhân một thay đổi. Chính con người mình thay đổi, đừng hỏi Thiên Chúa thay đổi, đừng hỏi những người khác. Chính bản thân mỗi một người anh chị em thay đổi. Trước đây mình đâu có cao khó, trước đây mình đâu có khó chịu như vậy. Mình dễ dàng lắm, mỗi lần có chuyện gì mình gọi anh tới trễ 10 phút, 5 phút mình cũng dễ chịu. Hay là nhiều khi mình đi về trễ một chút xíu, ông đâu có cao khó. Vậy thì bây giờ tại sao? Thưa, bởi vì bây giờ chính bản thân mình thay đổi. Mình thiếu yêu thương, mình thiếu thông cảm, mình không có tôn trọng nhau suốt đời, mình thiếu trách nhiệm. Rồi nhiều khi chính bản thân mỗi một người mình thay đổi, thay bạn thay bè. Người ta nói giàu thì nhờ bạn, sang thì nhờ vợ. Nhưng mà cái câu đó có thể là áp dụng bên Việt Nam ở trong làng xóm với nhau. Qua tới bên này cái môi trường nó thay đổi, rồi có những người giàu lên nhờ những cái chuyện gọi là không công ở đâu đó. Nhưng mà giàu lên rồi đó thì giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ. Tự nhiên rồi cái số phôn của nó bây giờ mình gọi không được nữa, bởi vì nó đổi bạn rồi, nó chơi với một cái lớp khác rồi. Tất cả những cái này không phải là của mình ngày xưa, mà bây giờ mình mang một cái con người mới. Con người mới này không phải là một cái con người trưởng thành tốt hơn, mà con người mới này là một con người thay đổi từ một con người tốt trở thành một cái con người có thể thiếu thông cảm, thiếu tình thương với nhau. Rồi cái thứ sáu, có thể là vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là một yếu tố hết sức quan trọng ở trong đời sống hôn nhân ở trên đất Mỹ này. Vì thế, yếu tố quan trọng này gây ảnh hưởng rất nhiều. Mà nhiều khi khi hai vợ chồng đi ra tòa để ly dị, người ta không nói nguyên nhân ngay là tiền bạc. Người ta nói nguyên nhân là bởi vì anh này chửi tôi nè, anh bỏ nhà ra đi nè, anh không lo cho con cái. Nhưng nếu chúng ta đi sâu lại nguyên nhân ban đầu, có thể cũng chỉ vì do đồng tiền. Xã hội ngày nay chúng ta biết, ai nhất là bên xã hội Việt Nam còn hơn xã hội bên này, sự cạnh tranh nó có, nhưng mà nó ở một cái mức độ mà chúng ta không tôn thờ nó. Nói cách khác, nếu người khác có xe, đẹp xe đi sao hoặc nhà lớn thì cũng tốt cho họ, mà nếu trường hợp mình không có thì cũng chẳng ai hết. Tôi nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, khi mà về Việt Nam, nhớ là cái lần đầu tiên mà cái ông chốt mà ông chủ của cái hãng Apple cũng ra cái phone đầu tiên, mấy cái nhỏ nhỏ đó. Cách đây cũng lâu lắm, con đi về bên Việt Nam thì có những người họ tới thăm mấy đứa cháu, nó hỏi thôi, nó hỏi một cách hết sức đơn sơ để nói lên được cái tư tưởng mà cạnh tranh và tôn thờ tiền bạc và cái dạng bên ngoài của nó. Nó nói trời ơi, cái ông có tỷ phú đó hả chú, nó ông giàu lắm, mà tại sao ông lên cái đó, ông đứng ông mặc cái áo với cái quần jean thôi à? Đó mới là Mỹ đó con. Cho Việt Nam mình mà chỉ cần báo cho ai biết ngày mai lên TV rồi nó đi làm tóc trước một tuần, nó làm da chết ba rồi. Trời ơi, mặc cái áo dài 3-4 ngàn đô la nó bỏ tường trong rồi, mà đến khi làm xong rồi về trả nợ chết không có tiền. Cái thằng tỷ phú thật sự là cao phun vậy, nó giàu vậy. Rồi chưa nói ở bên TV bên Mỹ nữa, mà con thấy mỗi lần phỏng vấn mấy tài tử mà tụi nó tiền nhiều lắm, nó mặc cái quần giống như mình, cái áo thun giống như mình đi vô mua 5 đồng cái. Khi mà nó thực sự nó giàu là nó không cần phải khoe. Còn cái người không có lại Chúa tôi về Việt Nam nổ, nó trở thành một cái hiện tượng mà không nổ được. Không có thì phải nổ. Tiền bạc nó trở thành không những chỉ là một điều bình thường mà con người tôn thờ. Cho nên bây giờ ở Việt Nam bây giờ phải làm sao cho ra tiền. Nhiều khi mình bị vướng mắc vào cái tư tưởng đó. Còn ở bên Mỹ này đó, thật sự có những người rất là giàu, như vậy mà nó chạy xe cầu buồn nó đi ra. Rồi có cái người mà chạy rớt xe rất là lát đổ bên cạnh. Nhưng mà khi mình biết được, mình mới biết cái thằng xe láng này, cái thằng đi ăn mượn này, còn cái thằng bụi bụi kia là nó làm chủ một cái công ty, hoặc là nhiều khi nó tỷ phú nó tới nó chơi. Cho nên cái hình ảnh của bên Mỹ này nó không làm cho mình cảm thấy mặc cảm. Về vấn đề tiền bạc thì ở bên này mình cũng cần. Nhưng nhiều khi vì cái tư tưởng của chính bản thân mình, gia đình giữa vợ chồng với nhau, làm cho nó chia rẽ, bởi vì một hợp hoặc là một hình thức mình tôn thờ đồng bạc, hoặc là nhiều khi đó là cái nguyên nhân làm cho hai vợ chồng cãi vã. Đương nhiên, bần cùng thì xin đạo bạc, ông bà mình nói rồi, bần cùng xin đạo bạc, đừng có để nghèo quá. Làm thế nào cầu nguyện mà mình cầu thôi, chứ còn mình không bao giờ xin Chúa lắng nghe lời mình đâu. Ở đây ngày nào mình cũng cầu nguyện kính lạy Cha, nhưng mà mình xin Chúa đừng có nghe lời mình. Bởi vì, có đúng không? Là bởi vì ở trong đó có hai câu mà mình cầu,
mà mình rất sợ Chúa lắng, Chúa nhận lời.